À, một chiếc xe vay ớt. Quý vị mua chiếc xe thì một năm nó sẽ khấu hao mất tầm 60 triệu, nhưng riêng quý vị mà sử dụng mũ ấy này thì theo thời gian thì giá trị nó chỉ có tăng lên thôi. Cơ sở đồ cũ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 9 thì xin mời các bác cùng giao lưu chiêm ngưỡng một bộ bàn ghế cực kỳ là VIP. Bộ bàn ghế này có kích thước là tay 16 và chất liệu gỗ là chất liệu gỗ đinh chun. Đây, trước mặt quý vị là tổng thể của ghế đây. Vân gỗ là quý vị là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên nhé, cực kỳ là giá trị. Bộ bàn sẩm ở đây bao gồm có 11 món quý vị, và mẫu ghế là mẫu ghế đào. Và không để quý vị chờ lâu nữa thì ngay sau đây tôi sẽ quay vào chi tiết hơn cho quý vị về cái bộ ghế này, như là phần vân gỗ đây. Quý vị thấy không? Ngay như đầu chiếc bàn này quý vị thấy là cái phần vân gỗ nó cực kỳ là đẳng cấp rồi, vân gỗ đinh chun. Thì tôi xin bật mí là hiện tại thì giá thành của bộ ghế này nó sẽ ngang tầm với một chiếc ô tô sedan hạng B vị nhé. Còn để biết giá chi tiết thì vị cứ liên hệ với chúng tôi, một số điện thoại là 0987 50 086. Đây, trước mặt vị đây là hình ảnh chiếc ghế nhỏ thứ nhất đây, tất cả đều là vân chun tít luôn, và trương ghế là đục trương ghế đào đục cực kỳ sắc nét này quý vị này. Từng chiếc lá chúng tôi được gọt tỉa này cũng như là trái đào này làm rất là kỹ rồi, cực kỳ là sắc nét và đẹp, được chạm thủ công bằng tay. Tay ghế là tay ghế 16. Quý vị có thể thấy vân gỗ đây. Đây là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên quý vị nhé, chứ không phải là vân gỗ vẽ hay là tạo vân gì cả. Vách chúng tôi là vách đục tứ quý, Tùng Trúc Quốc Mai. Một siêu phẩm mũ đinh chun luôn. Phối này toàn đào chứ đào đây. Rất là đẹp, nhìn đâu cũng thấy chun luôn, từ phần chân, phần mặt đến phần tay hay là phần trương, chỗ nào cũng thấy chun cả. Quá là đẳng cấp luôn. Quá là đẳng cấp quý vị nhé. Đây, đồn này, bàn này, ghế này. Giá trị thì nó ngang một chiếc xe vay ớt vị nhé, ngang một chiếc xe vay ớt. Quý vị mua chiếc xe thì một năm nó sẽ khấu hao mất tầm 60 triệu, nhưng riêng quý vị mà sử dụng mũ ấy này thì theo thời gian thì giá trị nó chỉ có tăng lên thôi. Cực kỳ là VIP luôn. Này là hàng gọi là hàng dọc là chất liệu gỗ đinh chun này là cực kỳ là quý hiếm quý vị nhá, và giá trị rất là giá trị. Chất gỗ thì là không cong vênh mối mọt vì cực kỳ là bền theo thời gian. Cái phòng chúng tôi kê này nó hơi chặt một chút nên là tôi không quay hết được bao quát được. Quý vị nào quan tâm thì có thể inbox trực tiếp chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho quý vị về bộ bàn ghế này. Rất tiếc là không thể đi bao quát được, không gian nó hơi chặt một chút. Đây là tổng thể của ghế đây. Cột 16 bao gồm 11 món, chất liệu gỗ đinh chun. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mọi người mà quan tâm những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất thì có thể bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi được những cái bộ sản phẩm hàng độc đáo khác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người cho những video clip khác. Và chúng tôi có địa chỉ liên hệ là số điện thoại là 0957 50 086, website là đồ gỗ tùng8.com, và tôi sẽ đăng tải hình ảnh chi tiết của bộ ghế này tại website. Xin chào mọi người.